bay Tân Sơn Nhất. Qua nội dung bài viết và hình ảnh trong video được đăng tải trên mạng xã hội, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Đống Đa có báo cáo về việc xác định hình ảnh nữ hành khách trong các video trên là đại úy Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa, hiện là cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Đống Đa và yêu cầu bà Lê Thị Hiền báo cáo nội dung sự việc. Theo đó, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã giữa bà Lê Thị Hiền với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn video nói trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định. Mức phạt này hẳn đã làm nhiều người thấy hợp lý. Tuy nhiên trước đó, mức phạt dành cho người phụ nữ này chỉ là 200.000. Do đồn công an sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt, số tiền 200.000 quen thuộc từng xuất hiện trong vụ việc một người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trong thang máy ở Hà Nội đã gây ra không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hãy cùng chúng tôi nhìn qua một số bình luận nổi bật. Có lẽ nên bỏ hình phạt 200.000 đi, nghe hài hước quá. Bà này không chỉ là gây mất trật tự mà còn là gây rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Cần phải xử lý nghiêm chứ không chỉ có 200.000. Người có học, có nhận thức tốt thì nhắc nhở khiển trách cũng biết lỗi. Kẻ vô học, nhận thức kém thì xử phạt 2.000 hay bao nhiêu thì cũng chỉ là hình thức. Lại là con số 200.000, cứ như mức phạt đồng giá cho mọi loại tội phạm ấy nhỉ. Các cơ quan chức năng nên xem xét các tội trạng một cách hợp lý và có hình phạt thích đáng thì hơn. Thiệt không thấy bất ngờ khi biết chị này là ai, nhưng nghe khoản tiền phạt thì lại bất ngờ. Theo dõi clip sẽ có đoạn chị Hiền nói đã hỏi nhân viên liệu có thể cho chị ấy ký gửi hành lý xách tay vì con chị còn nhỏ, chị phải bế con. Nhưng nhân viên check-in lại nói rằng đó là vấn đề của chị ấy. Thực ra, phản ứng của chị Hiền là quá khích, nhưng người châm ngòi lại là nhân viên sân bay. Có thể hành lý xách tay không thể ký gửi, nhưng nhân viên sân bay nên giúp đỡ chị Hiền và cháu bé lên máy bay bằng cách bố trí người xách vali lên tận chỗ ngồi cho hai mẹ con. Vì cháu bé cũng đang ốm, là mẹ chị Hiền cũng muốn bế con để bé đỡ mệt. Mình nghĩ trách chị Hiền một phần, nhưng chúng ta cũng nên xem xét lại cho công bằng. Tổ chức sân bay cũng nên rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân viên cư xử với khách hàng đúng mực. Hai cái sai không bao giờ làm nên cái đúng. Ví dụ như nhân viên hàng không có sai, có hách dịch, không có nghĩa là chị này có quyền lộng ngôn. Chị ta chỉ có quyền kiện họ là đã không cho chị ký gửi thêm một kiện sau đó. Thật buồn cười khi có người bênh vực cho chị ta.